vâng với tất cả những gì mà chúng ta chia sẻ thì à, tất cả giống như những cái hương vị của chiếc bánh nó cũng là một hương vị của cuộc sống và những hương vị đó cũng góp phần làm tăng thêm cái sự gắn kết trong các gia đình để tăng thêm những cái tình yêu trong gia đình đúng không nào và khi nhắc đến tình yêu thì à, có một uh, những câu chuyện tình yêu được đặc biệt xã hội chú ý, được đặc biệt nhiều người quan tâm đó là tình yêu trong giới showbiz. Bởi tình vì tình yêu mà người phụ nữ chuyên làm bánh đúng không ạ? <cười> <cười> uh, chúng ta đang nói đến là tình yêu trong showbiz. Uhm. và trong showbiz cũng có rất là nhiều nghệ sĩ biết làm bánh. Có <laughs> <laughs> liên quan ạ. À? Thì à, mà rất liên, liên, quan. liên quan. Tuy nhiên thì thì cái chuyện làm bánh đôi khi nó cũng uh, uh, chỉ là một phần thôi nhưng không thể nào là ảnh hưởng hết đến uh, một, uh, mang đến một cái câu chuyện tình yêu đẹp và vĩnh cửu uhm. cho uh, con người đặc đặc biệt là với những người nghệ sĩ khi mà cái thời hiện nay chúng ta thấy rằng là trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang báo thường xuyên xảy ra những cái cuộc cãi vã khi chia tay của những người nghệ sĩ dường như tình yêu đối với những người nghệ sĩ được thổi phồng hơn rất là nhiều so với người bình thường chúng ta đúng không nào? Vâng, biết là nơi mà có rất nhiều đầy dẫy các thị phi và mới đây thì còn có một chương trình truyền hình mà các nghệ sĩ có thể kể về cuộc đời đời tư của mình với rất nhiều nước mắt và điều đó thì lại càng khiến cho khán giả nghi ngờ hơn về tình yêu trong so biết. Nhiều người đặt ra câu hỏi là liệu rằng là trong showbiz có hay không những tình yêu chân chính chân thành hay là chỉ toàn là những chuyện yêu đương chốc lát và sau đó là bội bạc là phản bội rồi là oán trách nhau và thậm chí là cả những câu chuyện được thêu dệt nên với những mục đích riêng của họ để quảng cáo để PR cho bản thân nữa. À nhưng mà theo tôi nghĩ rằng ở đâu cũng sẽ có tình yêu chân chính cả và rõ ràng là chúng ta thấy rằng có rất nhiều các gia đình nghệ sĩ của chúng ta khiến cho người ta phải ngưỡng mộ bởi vì tình cảm mà họ dành cho nhau cũng như là cách mà họ giữ lửa trong hôn nhân suốt bao nhiêu năm qua Vâng và để nói đến câu chuyện tình yêu mà khiến cho Quỳnh Chi cảm thấy ngưỡng mộ nhất ở trong giới showbiz chắc là uh, câu chuyện tình cảm của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh. Uh, hai người họ bên nhau từ khi mà ca sĩ Mỹ Linh vẫn uh, chưa nổi tiếng, uh, chưa thành danh đến như bây giờ uh, và rõ ràng là anh Anh Quân và chị Mỹ Linh là hai uh, nửa ghép vào với nhau để tạo thành một cái sự hoàn hảo uh, cho gia đình khi mà đã trải qua gần 20 năm bên nhau cùng với ba đứa con nhưng mà cuộc sống hôn nhân của họ vẫn luôn hạnh phúc à, và rõ ràng là cặp đôi này thì cũng luôn giữ được cái sự hài hòa và cân bằng trong hạnh phúc gia đình của mình. Chị Mỹ Linh là một người vợ rất là đảm đang khéo léo ngoài việc rất là thông minh và thành đạt ở xã hội bên ngoài thì chị còn luôn luôn biết cách chăm sóc và yêu thương cho gia đình nhỏ của mình nữa. Ừ. Và uh, thêm một cặp đôi mà khiến cho Hoài Anh uh, cảm thấy uh, thực sự là bất ngờ và cũng rất là ngưỡng mộ đó chính là nhạc sĩ Minh Khang và người mẫu Thúy Hạnh ừ. à, có thể biết rằng là Thúy Hạnh à, là một trong những người mẫu đét thế hệ đầu tiên của làng thời trang Việt còn mạnh à, Minh Khang là một nhạc sĩ vô cùng tài năng của à, Việt Nam và bỏ qua mọi điều tiếng của người đời về ngoại hình thì họ vẫn quyết đến với nhau và trải qua 10 năm hạnh phúc à, cùng à, hai cô công chúa xinh xắn đáng yêu à, khi nói về nhau họ vẫn dành cho nhau những lời lẽ rất là nồng nàn và à, những à, lời những câu nói rất là đẹp để dành cho nhau và cũng có thể thấy rằng tình yêu trong cái đời sống hôn nhân của Minh Khang và Thúy Hạnh cũng một phần làm chấp cánh và thăng hoa cho sự nghiệp của cả hai người. Vậy thêm một cặp đôi nữa mà Thanh Huyền muốn góp thêm vào đó là cặp đôi của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Lê Tuấn Anh. À, Tình yêu của Hồng Vân và Tuấn Anh thì đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Họ yêu nhau từ thời sinh viên và cuộc sống vợ chồng của anh chị thì cũng có những lúc là bát đũa xô lệch nhưng mà đến bây giờ thì họ vẫn ở bên nhau và trân trọng hạnh phúc đang có bởi vì họ luôn luôn biết bảo vệ gìn giữ gia đình, hỗ trợ chia sẻ cả hạnh phúc lẫn khó khăn. Và đây cũng là bí quyết để giữ lửa hạnh phúc của Hồng Vân và Tuấn Anh. Và thêm một cặp đôi nữa mà Quỳnh Chi nghĩ rằng là rất là nhiều người ngưỡng mộ và còn so sánh đó là cặp đôi của Victoria Beckham, à, à, Victoria và Beckham của Việt Nam. Đó là cặp đôi à, cầu thủ công vinh và ca sĩ Thủy Tiên. À, trong một cái chương trình uh, truyền hình gần đây thì uh, ca sĩ thủy tiên cũng đã chia sẻ rất là nhiều về câu chuyện tình yêu của mình uh, là một cặp đôi ồn ào nhất khi đến với nhau uh mọi người thì cứ nói là cặp đôi này đến với nhau bởi vì uh, danh tiếng họ chỉ uh, đến với nhau một thời gian ngắn và có một cái bản hợp đồng gì đó thôi. Tuy nhiên thì qua rất là nhiều năm họ vẫn đã uh, chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tình yêu của họ không phải như mọi người nhìn thấy và rõ ràng là uh, quang vinh thì uh, đi đâu cũng nhắc tới vợ của mình rất là ngưỡng mộ vợ của mình và hai người thì chăm sóc bé uh, bé, bé gái rất bé gạo đúng không? bé gạo rất là tốt và ngay cả mẹ chồng của thủy tiên cũng là một người mà rất là tâm lý rất là hiện đại và rất là yêu thương con dâu của mình À, và thêm một à, trường hợp mà cũng rất là điển hình mà hoài anh nghĩ rằng là à, khiến cho chúng ta phải có một cái nhìn khác về tình yêu đối với giới nghệ sĩ đó chính là nghệ sĩ ốc thanh vân và ừ. người chồng của mình người là mẹ anh Trí ba đùa. con đúng rồi rất là ngưỡng mộ cô ấy luôn bởi vì cô ấy là một người vô cùng là bận rộn à, với cái công việc là một người nghệ sĩ một người diễn viên và hiện nay là cũng trên cương vị cũng là một người mc nữa rất là bận rộn như vậy nhưng quay trở về với tổ ấm gia đình thì cô ấy lại làm trò còn trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ của ba đứa con. Và có thể là không phải ai cũng biết rằng kể từ lúc yêu cho đến lúc cưới thì Ốc Thanh Vân và Trí Rùa đã có 18 năm hạnh phúc bên nhau. Và cô đã từng chia sẻ bí quyết để giữ gìn hạnh phúc của bản thân là luôn luôn phải nói thẳng và nói thật để cả hai cùng hiểu và thông cảm cho nhau. Và vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng cặp đôi cũng đã có chuyến du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm của gia đình vâng tiếp theo là một cặp đôi mà nổi tiếng vì đông con nhất nhì showbiz vâng đó chính là cặp đôi lý hải và minh hà và mặc dù là có sự tranh lệch về tử tác nhưng mà điều đó thì hoàn toàn là không làm ảnh hưởng gì tới cuộc hôn nhân hạnh phúc của gia đình này à, cặp gia đình thì đã có bốn nhóc tì vô cùng là đáng yêu dù bận rộn với công việc nhưng lý hải vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho vợ con à, ngoài ra thì minh hà cũng là một người vợ người mẹ rất đảm đang và cặp đôi này thường xuyên tổ chức những chuyến du lịch để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Vâng, à đến đây thì à, Chi lại muốn chia sẻ về một chàng ca sĩ mà Chi rất là ngưỡng mộ, à, rất là đẹp trai, rất là đào hoa, rất là men lì đó chính là ca sĩ Tuấn Hưng. À, ca sĩ Tuấn Hưng thì trước đây có vẻ nổi tiếng là một à, tay chơi có tiếng đúng không ạ tại showbiz và đã yêu rất là nhiều những cô gái phải gọi là thuộc tốc đầu của Việt Nam, những người đẹp thuộc tốc đầu của Việt Nam. Tuy nhiên thì 3 năm trở lại đây khi mà đã lập gia đình cùng với Hương Baby có hai hai đứa con thì cặp đôi này cũng đã khiến cho rất là nhiều người phải ghen tị về cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình. Tuấn Hưng luôn luôn dành những cái cử chỉ quan tâm ngọt ngào nhất cho vợ và anh không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ trước công chúng hay là cộng đồng mạng vâng và không thể rằng chúng ta không kể đến một cuộc hôn nhân viên mãn của uh, ca sĩ phạm quỳnh anh cùng ừ. với ông bầu quang huy người đã từng đứng sau sự thành công của rất là nhiều các ca sĩ nổi tiếng hiện nay và có thể nói rằng qua 10 năm yêu nhau họ đã cùng nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân và cùng nhau trải qua rất là nhiều những cái sóng gió để giờ đây họ cùng nhau có một mái ấm hạnh phúc với hai nhóc tỷ xinh xắn và cuộc hôn nhân này được xem như là một câu chuyện cổ tích ở trong giới showbiz Nhìn lại những cuộc hôn nhân mà chúng ta vừa điểm qua thì có thể thấy là vô cùng ngưỡng mộ bởi vì trong showbiz của chúng ta vẫn còn có những cuộc hôn nhân rất là hạnh phúc những cặp đôi rất hạnh phúc, biết duy trì hôn nhân của mình